mượt mượt mà luôn, trời ơi nó đẹp, đẹp xuất sắc, đẹp xuất sắc phía sau nó đấy, cái bao quá đẹp. Đàn ông công suất tiêu thụ là 400 W, 3 ngàn, BOA 3 ngàn, hai cái máy gỗ tuyệt trần không có vết chày. Còn cái bao này, cái bao cái rề thì có xíu này, cái rề cũng vậy, đẹp keng đấy, đẹp keng, đẹp dữ không. Nó phía sau phía trước thì đẹp hết, quá trời đẹp đấy, đấy các bạn. Bộ này các bạn chơi hay, bày đẹp, giá trị, rất giá trị luôn ha. Rồi đấy các bạn, bây giờ mình khám phá từng chi tiết một này. Bây giờ mở cái con bao ra trước nha, để xong cái con rè nha, con bao, mở bao ra trước các bạn cùng xem từ A đến Z luôn. Vâng, bây giờ mình tháo cái vỏ gỗ của cái bao ra rồi. Các bạn chúng ta mình rút lung điện ra luôn để cho chúng ta dễ sự dễ 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 quan sát nha. Mình tháo ra rồi và các bạn nhìn xem lại cái mặt trước này. Mặt trước ở đồng hồ lên đẹp rồi, bây giờ rút điện rồi nha. Bây giờ các bạn xem phía trong này, đấy cực kỳ đẹp, bo mạch của nó không chê ở đâu được hết, mới toanh toàn toàn, bốn cái tủ to như bốn lon sữa bò đấy, cái thân phô giữa con này đẹp ghê luôn đấy. Và phía sau, phía sau con này cũng 400 W tiêu thụ các bạn. Cái dây nguồn cũng khá đẹp này. Dây nguồn có chữ đường nòng luôn nha. Đây, nói chung là hàng hàng từ bên 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 siêu thị nhập về, hàng cực kỳ đẹp. Rồi phía bên này là mình xem từ bốn bên này, đây rất đẹp ha. Rồi, đấy. Con bao cũng đẹp mà con rề cũng đẹp, xuất sắc xuất sắc, cái vỏ gỗ rất đẹp ha. Rồi bây giờ mình như vậy là cả bộ này là con này 13 triệu, con này là 26 triệu 500 nha, 26 triệu 500 các bạn nha, là 39 triệu 500. Vâng. Rồi bây giờ các bạn xem tiếp nè, mình lật nghiêng cái máy lên, lật nghiêng cái về là cái bao lên cho các bạn cùng xem lại mặt trước này, mặt trước rồi rồi chúng ta xem tiếp với cái mặt đáy, mục đích mình lật lên là xem cái đáy. Nó đẹp kèn, đẹp dữ không, bo mạch nó sáng bóng, hàng mình đấu thầu mà cho nên là hàng đẹp lắm đấy. Các bạn nhìn thấy cái nắp này, với mấy cái chân này, nó mới vậy đó. Rồi rất là đẹp, đẹp kèn, đẹp bóng sáng luôn. Con này chạy chạy 16 giò. Rồi bây giờ mình đóng lại các bạn thấy không? Mình làm vừa cái rề vừa cái bao. Cái rề này, cái rề đẹp keng luôn, cái rề đấy. Bây giờ mình đóng lại nha. Của đàn ông vừa rề mà với model của nó là BRA 2000. Con này thì khá là nổi tiếng nè. Cũng có bờ rề, nhưng mà cái bờ rề các bạn thấy dưới này, bờ rề phí to thì rẻ hơn con bờ rề này, với có bao phí to luôn, cái bao này cái bao 7050 và bờ rề 3030. Bộ đó là 20, bộ đó là 26 triệu, chưa chưa bao tiền ship các bạn nha. Còn cái bờ rề hôm nay mình giới thiệu này, các bạn nhìn thêm nó khá đẹp, nó khá chỉn chu ạ, đẹp kèn. Con này giá 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 sàn của nó cũng khá là cao, đến 200 ngàn yên, tương đương khoảng 35 triệu tiền Việt Nam. Này, giá sách nó rất cao nha. Con này sản xuất khoảng năm 1979. Con này nó chạy mạch và giống như là cái mạch có đèn vậy, rất hay. Cho nên rất nhiều anh em ưa chuộng cái con bờ rề này, đời nông bờ rề 2000 này. Khá là đẹp, khá là chỉn chu. Đấy. Chúng ta cùng 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 xem nó này. Đây, cái vỏ gỗ của nó bóng, các bạn thấy không? Mình để bóng thấy cái những cái đèn led ở trên trần nhà đó, bóng bóng dữ luôn, khá là đẹp. Con bờ rề này khá đẹp. Bên hông nè. Đấy. Còn đẹp ghê luôn. Rồi rồi chúng ta cùng xem phía phía trước phía sau, để rồi rồi chúng ta cùng cùng mở ra luôn nha. Mình là hay làm những việc đó. Con này đẹp lắm.
Đây, các bạn, mình để đứng lại quay cái phía sau. Ok, đẹp keng luôn. Nhìn cái mặt bóng là thấy thích phải không? Mặt gỗ thấy thích, quá đẹp luôn. À, những cái thanh thanh bằng gỗ mà giống như kim loại vậy. Cái bóng đẹp vậy đó. Đây, đẹp. Cái băng gỗ, thấy đẹp. Rồi. Đấy các bạn, nhìn chỉnh chu, chỉ chỗ này một xước một tí này. Mình chỉ luôn, nhưng mình chỉ chứ không chỉ các bạn không thấy nè. Đấy, anh từ năm 79 đến giờ 40 mấy năm rồi mà nó được như vậy, quá đẹp luôn. Đóng cái nắp lại. Đấy, bây giờ các bạn cùng mình này mở ra. Mở cái bờ rề này ra để thì chúng ta khám phá phía bên trong của nó nha, thì nó ra làm sao, nó như thế nào. Đây, mở ra các bạn nhìn thấy, để mình chờ mình tí lát này. Mình lật lên các bạn thấy cái đít nó cũng khá là đẹp. Đây, bằng gỗ nhưng mà nó đẹp lắm. Đây, chỉnh chu, chim từ con ốc luôn. Đó, chim từ con ốc luôn. Cái này cũng, cái đế nó cũng tấm ván, rồi trong cái đế tấm ván có cái tấm kim loại trong này nữa nha. Rồi ok. Các bạn cùng mình khám phá phía bên trong nha. Rồi ok, bây giờ các bạn cùng quý vị khám phá phía bên trong. Mình đã tháo sẵn ra cái vỏ ra rồi, các bạn xem về cái con này nó khá là đẹp, mà con này cũng rất nhiều người xài nè. Các bạn xài bất cứ cái bao nào cũng được. Mình vì vừa có cái bao mình mới vừa bán rồi, con này nó mới về, mà vừa về cái bao trước thì anh khách hỏi cho nên bán liền. Đấy, có cái nắp đậy lên BRA 2000. Một cái bờ rề này khá là đẹp, khá là chỉnh chu. Các bạn có thể nhìn thấy mình mở ra thế này là các bạn khám phá phía bên trong nó rất dễ dàng. Rồi mình để cố định cái miếng dàn ngoài quay lại cho nó dễ. Đấy, các bạn xem từ bên hông cực kỳ đẹp ha. Để sát cái máy vào này. Mình rê cái máy đi. Đấy, linh kiện cực kỳ đẹp, không chê vào đâu được hết, không có điểm trừ, khá là đẹp, riêng nguyên bản. À, rồi các bạn xem phía sau của nó nữa. Phía sau của nó mấy cái cọc này mạ vàng, thấy còn mới dữ không nè. Nhìn phía bên cạnh này, nhìn qua mới thấy nó sáng. Đấy, các bạn thấy cái chân AV rất mới. À, đời nông BRA 2000 ha. À, khá đẹp. Đẹp cái dây dây zin của nó này. Cái dây dây zin của nó có cái cục chống nhiễu luôn. Đấy. Khá đẹp. Các bạn nhìn từ phía bên này qua bên kia. Đấy. Từ bên hông zin từng con ốc. Con này đẹp ghê luôn. Phải nói là không có điểm trừ. Các bạn chơi bất cứ kỳ cái bao nào cũng được hết nha. Cái vỏ gỗ mình để ra ngoài này. Đấy, cái vỏ gỗ. Các bạn thấy cái vỏ gỗ nó piano nó bóng bóng mượt luôn. Thấy cái đèn bình lách nó rọi trong đó. Đấy. Cái vỏ gỗ cực kỳ đẹp. Đây, vỏ gỗ vòng quanh luôn nhưng mà nó rời cái nắp đế điên này. Rồi ok. Con này giá ra đi của nó là 13 triệu đồng. Mình báo luôn giá với các bạn như vậy nha. À, 13 triệu. Tùy theo hàng. Có thể các bạn nói có chỗ bán rẻ hơn hay cái chuyện mình không quan tâm. Mình quan tâm là hàng đẹp chất lượng như thế nào thôi. À, thí dụ như cái con bao rề này nè. À, bao rề này. Như cái bao rề Victor này nè. Cái rề 3030 này đã 9 triệu rưỡi. Bộ này 20. Bộ bao rề 7050. Cái bao và cái rề là 3030. Đấy, con này giá nó cũng 26 triệu, chưa có tiền ship. Rồi còn cái rề này như vậy nha. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.